Welcome back to my channel Lulu Lazy Love. Và bây giờ thì nói chung là ngồi ở cái phòng ổ dễ riết rất là mệt mỏi. Và bây giờ mình đi ra ngoài, mình ngồi ở ngoài đây để mình xem người ta làm thôi. Thì nói chung là để cho cái tinh thần nó tự thoải mái một xíu các bạn, bởi vì rất là mệt mỏi rồi. Các bạn xem mình nha, rất là mệt mỏi. Đi làm mà giống như là đi lang thang vậy đó các bạn. Đó. Ngồi ở phòng bảo vệ đã rồi, bây giờ là vô đây, ra đây ngồi để coi người ta, rồi chúng nó đi vòng để xuống xưởng xem người ta làm gì vậy. Mình vậy đi xem vậy thôi, rồi mình vậy là mình cũng ý là đi ra ngoài cho nó thư giãn xíu, ngồi riết rất là đau lưng. Đây rất là nắng đấy. Ok thì đó mấy anh đó thì bây giờ người ta đang làm, tại vì cái văn phòng này rất là lâu các bạn. Đó nó còn tùm lum tà la hết, chưa có xong cái gì hết trơn á. Đó bây giờ mới ra gắn kiến kìa. Gắn cái cửa kìa. Cửa kiến á. Sorry cái cửa đi cửa chính á của văn phòng á. Đó bây giờ mới bắt đầu. Tại bây giờ rất là nắng nè các bạn. Nó bạn thấy không? Đây, ở vùng này rất là mát, vùng này rất là nắng. Mình muốn quay cho các bạn xem mấy anh đó đang quét vôi đó. Nhưng mà rất là nắng các bạn. Không có ra đó cho nên là rất là lazy sit there make a video over there for you can have a look. Đó mấy anh nó làm á, nói chung thợ hồ làm cũng rất là mệt các bạn, rất là nắng nè, rất là bụi nè, rất là dơ nè. Đây có một shipper luôn, mua nước mua cơm gì đó có shipper luôn, tức là ở công ty ở ngoài á, điện vô là người ta vô người ta giao nước nè. Cho nên thì nói chung như vậy cũng rất là tốt các bạn, tại vì mọi người ta làm ở đây á, nếu mà muốn mua phải ra ngoài mua. À, bây giờ có người ta đem tới giao thì cũng rất là ok. Trên phía bên kia mình xem thì ở đây là dạng là công trình người ta sẽ xây dựng, là xây là riêng, rồi lắp kiến là riêng nữa các bạn, rồi lắp máy lạnh là riêng nữa. Nó nói chung là từng thứ mà mình nghĩ thì như lắp kiến á, là nó sẽ là chung với cái công trình nhà thầu mà xây dựng nhà xưởng luôn. Nhưng mà cái nhà xưởng, cái công trình đó người ta sẽ kêu mấy người lắp kiến riêng. Chứ công ty họ không có kêu đó, theo mình nghĩ là vậy. Còn lắp máy lạnh thì chắc cũng vậy luôn quá. Đó bên đây đó người ta quét vôi xong rồi có hai anh ở đây người ta sơn màu á, cái màu đó lên cũng đẹp đó các bạn, sạch á. Chắc qua bên đó cho các bạn cùng xem quá. Nắng vậy cũng có tâm trạng hát hả trời. Nắng mà cũng có tâm trạng hát rồi cũng ok rồi đó. Tại vì sao không hả, tính ra đây quay tự nhiên vô trong đó ngồi hết trong đó. Trời ơi thiệt tình. Đó đây cái màu sơn rồi. Đó tự nhiên giờ ra đây quay xong rồi mấy anh này đi uống nước hết trơn. Wow.
Ok, và đi chỗ khác đây. Ủa sao biết đẹp gái? Bị hút trang bữa giờ sao biết đẹp gái?